Và như thế thì chính phủ Mỹ cũng đã công nhận với các cái dòng sản phẩm đó của tập đoàn. Vậy thì với Mỹ là một cái tiêu chuẩn gần như chúng ta đều biết rồi, nó là ISO tầm cỡ số 1 thế giới, mà chính phủ Mỹ cũng đã thừa nhận những cái chương trình thương mại hóa về ngành dược này, thì chứng tỏ rằng cái khả năng về nền tảng khoa học của tập đoàn rất là ở mức cao, đạt ở mức cao. Xin tiếp. Chúng ta thấy rằng các cái sản phẩm đa bằng sáng chế đây, một số cái sản phẩm độc quyền và rất nổi tiếng của tập đoàn cũng đã được Bộ Công Thương cũng như là của Bộ Y tế cấp phép là cho được, đặc biệt gọi là các cái sản phẩm được giải thưởng huy chương vàng cho những cái sản phẩm sử dụng để bảo vệ sức khỏe chủ động cho cộng đồng như Adaptovit hoặc là Novomin hay là các cái bộ ba thanh lọc vi rượu. Xin tiếp ạ. Tập đoàn có một trung tâm, xin cả nhà giữ cái mic của mình đi ạ, để cho đỡ ảnh hưởng đến Zoom. Tập đoàn có một cái trung tâm khoa học để mà nghiên cứu và thừa kế và sáng chế ra các cái sản phẩm đặc biệt là rất là hiệu quả của tập đoàn trong vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động. Đây là trên hình ảnh là ngài giám đốc khoa học Yuri Gichev, ngài là dòng dõi của ông của ngài giáo sư tiến sĩ viện Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Sergei Yuri Petrovich Gichev. Thì ngày này là năm 2007 thì cũng có các cái sáng chế khoa học của được nước Nga cấp bằng phát minh. Điều này cho thấy rằng là đặc biệt là cái nền khoa học của cái tập đoàn này đã được sự bảo trợ của Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Chúng ta thấy rằng như vậy là cái cơ sở về pháp lý, về tính khoa học của các sản phẩm của tập đoàn nó được công nhận ở từng sản phẩm một. Xin tiếp ạ. Đặc biệt với nhà máy thì sao ạ? Nhà máy có một cái công nghệ sản xuất rất là hiện đại và là bậc nhất của thế giới, bởi vì khi người ta nói đến dòng sản phẩm để sản xuất công nghệ sản xuất thì đầu tiên vấn đề thực phẩm chức năng như các báo cáo đã được công bố thì ở Nhật ấy, là cái nguồn gốc của vấn đề sản phẩm sản xuất ra thực phẩm chức năng đầu tiên trên thế giới. Thế thì khi mà có các nước mà đã có gọi là các cái tổ hợp sản xuất loại hạng A thì là đủ rồi, tức là nó cũng giống như tiêu chuẩn ISO hay tiêu chuẩn GDP hay cái gì đó mà HACCP đấy, nó cũng tương đương những cái tiêu chuẩn như thế, là khi người ta đã nói đến tổ hợp hạng A tức là được mọi người công nhận ngay đó là một tổ hợp đầy đủ, hiện đại, đầy đủ và nhiều tính năng vượt trội. Xin tiếp ạ. Thế thì năm năm cái công nghệ sản xuất độc đáo của Nga ở cái trung tâm Siberia này, nó có một cái nền công nghệ rất là cao và gồm các cái thành phần tự nhiên, và nhưng đặc biệt khi sản xuất ra thì luôn luôn tập đoàn còn chú trọng ra có một cái trách nhiệm về bảo vệ cộng đồng, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, cho nên là đều có những cái cách tiếp cận và sinh thái sạch ví dụ, và nó đảm bảo được tất cả các cái tiêu chí gọi là hàng đầu của thế giới như là tiêu chuẩn ISO, GDP và FDA. Thế thì các cái sản phẩm đó ngoài ra còn mang tính chất là nó không gây ra ô nhiễm môi trường và nó có thể tự phân hủy được. Điều đó người ta còn các cái nhà khoa học còn nghĩ được ra vấn đề làm sao nó không để trở thành những cái rác thải trên trên môi ra môi trường. Điều này chúng ta thấy rằng hoàn toàn là hết sức khoa học. Xin tiếp ạ. Đây hình ảnh chúng ta thấy rằng là vấn đề các cái nền tảng công nghệ và của nhà máy sản xuất. Tôi thì tôi cũng chưa được sang sang nhà máy để thăm nhà máy, mà một số thủ lĩnh trước cũng đã được thăm rồi.
Nhưng mà thấy qua hình ảnh và qua mô tả giới thiệu của các thủ lĩnh đi trước thì chúng thấy đây là các cái chương trình dây chuyền sản xuất sản phẩm thật là tuyệt vời. Xin tiếp. Đây là các băng dây chuyền ra các cái sản phẩm. Neurovision chẳng hạn thì nó nổi tiếng và có các cái thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới đã được ứng dụng tại đây. Xin tiếp. Tự động hóa một cách chuyên nghiệp cao nhất, có đạt mức ở mức cao nhất mà sẽ dây chuyền sản xuất ra được rất nhiều các cái mức khác nhau, và cái đặc biệt là cái công nghệ nano phân tử để cho các cái hạt vi chất có cái kích thước nano rất là nanomet, và cái công nghệ sinh học là quá trình tạo nấm men. Ví dụ như sản phẩm Vita Germanium được tạo ra từ các cái thành phần thành tố vi hạt có cái kích thước là 0,2 nanomet, và các cái cấu thành của cái sản phẩm đó là gọi là vi viên ấy, thì là có cái kích thước phân tử nhỏ là 400 nanomet. Chúng ta có thấy là tuyệt vời không ạ? Các cái công nghệ này thì nghiền với một cái tốc độ cao để tạo ra các cái hạt chất rất là mịn và không gây ra kích ứng ở niêm mạc dạ dày, đồng thời thấm qua được thành ruột và máu, rồi là các cái chiết xuất ra được các cái hoạt chất sinh học mà có loại bỏ được các cái thành phần tố không cần thiết, chỉ giữ lại những cái thành phần yếu tố mà theo mục đích sản xuất. Nó đã phối hợp với các cái công thức để tạo ra cái sản phẩm có một định hướng công nghệ cụ thể và hiệu quả tác dụng cao, như lúc nãy giáo sư tiến sĩ Trần Đán cũng có nói, tức là sử dụng ra khi mà khách hàng bị sự cố về vấn đề gì thì có cái sản phẩm hướng tới các cái sản phẩm về vấn đề đó. Đặc biệt là vấn đề các cái sản phẩm này thì của tập đoàn là không thử nghiệm trên động vật, sản xuất ra các cái sản phẩm hoàn toàn là thiên thảo dược thiên nhiên hoang dã, nhưng mà không hề thử nghiệm trên động vật. Điều đó có tuyệt vời không ạ? Bởi vì những cái sản phẩm này nó đáp ứng được các cái vùng sinh cho thấy được các cái vùng sinh thái của Siberia này hoàn toàn là phù hợp và với cơ thể sống, cũng như là nó hội tụ được các cái năng lượng và các cái giá trị tâm linh của cái khu vực về vùng Tây Tạng. Đấy chính là sự cái kết hợp của cái nền y học dân tộc được tích lũy hàng nghìn năm tại đây đấy ạ. Và đặc biệt là tập đoàn rất là hợp tác và rất là có những cái ý muốn là được hợp tác với các đối tác danh tiếng, ví dụ như là Anh, Nhật và Mỹ hoặc là Tây Ban Nha, để có những dòng sản phẩm riêng biệt vượt trội, ví dụ như là Neurovision hoặc là siêu vitamin, thì cũng không phải là tất cả là ở từ của cái vùng thiên nhiên này đâu ạ, nhưng mà người ta các tập đoàn đã nhập về để nâng cao cái giá trị của sản phẩm. Điều này chúng ta thấy rằng là cái mức độ là gọi sự hợp tác quốc tế của tập đoàn, cái gọi là cái độ mở đấy, độ mở trong cái vấn đề chỉ đạo sử dụng sản phẩm và sản xuất các sản phẩm. Xin tiếp. Đấy, chúng ta thấy rằng từ đây các cái sản phẩm ví dụ như từ Mỹ, nhập từ Mỹ, từ Thụy Sĩ, để mà tác dụng, ví dụ như từ Thụy Sĩ chẳng hạn, thì là nó tác động quan trọng là cái màng của tế bào, ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái khỏe mạnh của chúng, và cái này chiết xuất từ đậu nành. Thế còn những cái sản phẩm chiết xuất DGC thì nó là omega, acid omega 3 là rất là quan trọng trong việc tích lũy tế bào trong não và cái hệ thị giác, đặc biệt là cái liều lượng trung bình trong một ngày thì nó sử dụng được rất là hiệu quả ở cái mức độ chỉ định cho phép. Xin tiếp. Ngoài ra có thể ở các cái sản xuất các cái sản phẩm từ Việt Quất của Đức đấy, nó tiêu chuẩn của anthocyanin và các cái
hoạt chất nó có tính chất lợi cho hiệu quả lợi cho mắt, hoặc cái beta caroten thì tự nhiên này nó được nhập từ bên Nga về, à bên Tây Ban Nha về, nó cần thiết cho cung cấp cái khả năng thị lực và cái nguồn sinh học vitamin A đối với mắt. Xin tiếp. Ngoài ra thì đặc biệt là cái chiết xuất sâm, sâm của Đức, nó là hiệu quả để nguồn cung cấp các nguồn cung cấp máu và dinh dưỡng, tăng cường cái hoạt động trí não và cái khả năng tập trung, độ tập trung cao. Với cái chiết xuất sâm này của Đức rõ ràng là cũng vượt trội, nhưng nếu mà cái sâm của Siberi thì chúng ta cũng đã biết rồi là cái sâm của vùng đó Siberi cũng rất nổi tiếng, có nhiều tác dụng, nhưng tập đoàn cũng đã hợp tác với Đức để mà sao lý hợp tác để sử dụng mua cái sâm chiết xuất sâm này về để làm cho tăng cường hơn cái hiệu quả sản xuất, hoặc là như cái chiết xuất của bạch quả Ginkgo biloba cũng của Đức, nó giúp cho cái tăng cường được cái trí nhớ và sự tập trung, nó đạt tiêu chuẩn hóa cho flavonoglycosid. Xin tiếp ạ. Cái sản phẩm này, vì thế mà cái sản phẩm này được Bộ Y tế của 27 nước cấp phép, có văn phòng đại diện ở tại các quốc gia đó. Chúng ta thấy có tuyệt vời không ạ? Từ đó chúng ta thấy rằng đặc biệt là gần đây nhất thì là có một cái tuyên bố chung về đối tác chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Nga cho đến năm 2030. Trong một chuyến thăm chính thức của Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì hai nước đã ra tuyên bố chung này. Và đặc biệt là trong tuyên bố chung này thì chúng ta, cả hai nước đã tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo khoa học công nghệ, coi là những hợp tác chủ chốt giữa hai nước. Theo đó thì từng tỉnh, từng thành phố của Việt Nam có thể hợp tác dưới sự chỉ đạo gọi là đồng thuận của hai chính phủ, thì là có thể hợp tác gọi là song phương giữa tỉnh nọ với tỉnh Siberi, với cả vùng Siberi của Nga. Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta đi, các chính phủ của chúng ta đã đi sâu vào những từng đơn vị cá thể của nhà nước, chính là các cái tỉnh và thành phố đấy. Xin tiếp. Đây là các cái cơ sở pháp lý để cho chúng ta thấy rằng các cái sản phẩm của tập đoàn Siberian Wellness đã được được công nhận, và ví dụ như là cái sản phẩm về lần đầu được cấp phép hiệu quả của sản phẩm năm 2019, cũng như là cái giấy chứng nhận về hoạt động đa cấp và các cái giá trị về pháp lý của chính phủ chúng ta đối với vấn đề hoạt động đa cấp cũng như là kinh doanh từng sản phẩm một. Thì ngày 15 tháng 10 năm 2020, khi còn là thủ tướng thì chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký một cái quyết định cho thấy rằng là chính phủ đã quan tâm đến ngành thực phẩm chức năng và ngành kinh doanh bán hàng đa cấp. Là gì? Là đối với thực phẩm chức năng thì nếu như mà công ty có phép thì là sẽ được lưu hành và được kinh doanh, có quyền kinh doanh. Nhưng nếu như mà công ty hoặc là bản thân những người cộng tác cùng với công ty của cái công ty nào đó nhưng mà không có giấy phép chẳng hạn, thế khi mang cái sản phẩm này mà đi trên đường và đi kinh doanh, hoặc là gọi là chúng ta gọi là kinh doanh buôn bán đấy, thì nếu công an và phòng thuế bắt được thì phạt tới 200 triệu Việt Nam đồng. Một cái văn bản rất là rõ ràng như vậy. Thì điều đó chứng tỏ sao ạ? Tập đoàn là có đủ điều kiện pháp lý về vấn đề là được chính phủ cho phép hoạt động bán hàng đa cấp. Xin tiếp ạ. Và đây cũng là những cái văn bản để chúng ta thấy rằng đây là các cái giấy tiếp nhận để đăng ký bản công bố về sản phẩm do Phó Cục trưởng Đỗ Anh Tuấn của Bộ Y tế cũng đã quyết định, ký quyết định, rồi là cái giấy tiếp nhận về đăng ký kinh doanh của tập đoàn. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng tôi sẽ quyết tâm xây dựng thế giới để khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn
Nếu các bạn đến với tập đoàn Cyberon Wellness cùng chúng tôi, chúng ta sẽ cùng đồng hành và cùng kinh doanh tập thể, và chúng ta sẽ an lạc hơn, và chúng ta sẽ giúp cho được cộng đồng có một sức khỏe viên mãn hơn, hạnh phúc hơn. Và tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn bài đào tạo của bác sĩ nhà tư vấn chuyên nghiệp Đào Thành Trương ạ. Rất là biết ơn anh ạ. Và xin mời mọi người có cái cảm nhận về bài chia sẻ của bác Trương, hoặc là ai có câu hỏi gì thì mong muốn muốn hỏi điều gì đó thì xin mời các anh các chị ạ. Em xin mời thủ lĩnh Nguyễn Hạnh. Em xin chào thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An, chào cả nhà trên Zoom. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hạnh, là thị trường Bình Dương. Qua cái bài chia sẻ của anh Đào Thành Trương thì em thấy là một cái tất cả công ty mình đã có đầy đủ hội tụ các cái yếu tố mà nền tảng khoa học, rồi là những cái gì mà sản phẩm nó là tinh túy nhất. Thì hôm nay chắt lọc thêm cái kiến thức của anh, và trong cái khoảng thời gian này em đã được đồng hành cùng với tập đoàn và biết đến cái sản phẩm, thì nó vô cùng là tuyệt vời. Nó đã ngấm sâu trong máu của toàn thể các thành viên trong hệ thống và thành viên trong gia đình em. Thì đây là một cái môi trường này, một cái công cụ mà giúp nhiều người khỏe mạnh hơn. Thì đặc biệt như bọn em là dược sĩ thì hệ thống của em luôn luôn truyền tai nhau là rất là vui, và khi mà mình được hợp tác cùng với tập đoàn và có một cái sản phẩm mà mình rất là yên tâm để đưa đến chăm sóc khách hàng của mình. Đó, em xin chân thành cảm ơn anh Trương, và gửi lời là biết ơn tới tập đoàn đã mang cái sản phẩm về Việt Nam mình để cho nhiều người được khỏe mạnh. Cảm ơn và biết ơn. Em xin hết. Cảm ơn Nguyễn Hạnh về những cái chia sẻ rất là thật, và rất là tình cảm, mà khi đã dành tình cảm cho sản phẩm Siberi. Bây giờ trong nhà mà thiếu đi sản phẩm của Siberi là thấy nó thiếu rất là nhiều, thấy đấy, cảm tưởng nó thiếu cái gì đó quan trọng lắm ấy. Nên là trong nhà là luôn luôn phải có sản phẩm. Như em Hạnh chia sẻ là hôm nay em thấy nó gần hết cái này em đã lo lắng cho bà con không được dùng rồi. Là tình yêu với sản phẩm của Siberi thì những con người trong hệ thống của thủ lĩnh Yên An thì chắc là yêu lắm luôn ấy, và rất là cảm ơn và biết ơn đến cái sản phẩm của Siberi. Nó giúp cho những cái thành viên của hệ thống mình đã dùng được từ 6 tháng trở lên thì ai cũng có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời, và cái đó là chân lý, đó là sự thật, đó là kết quả. Và vâng, xin mời những cái câu hỏi, những cái chia sẻ của các anh chị em tiếp theo. Xin cả nhà chúng ta năng lượng lên ạ. Ai mà có những cái suy nghĩ gì nó chưa hiểu lắm thì chúng ta cùng nhau ở đây để mà chia sẻ, về đưa ra những cái gì nó chung, nó tiêu chuẩn, nó chuẩn hóa, và những cái gì mà hoặc là những cái kết quả sử dụng sản phẩm chẳng hạn, để cho mọi người cùng được chung vui. Dạ, Mỹ Hạnh ạ. Dạ, em xin mời chị Mỹ Hạnh ạ. Xin cảm ơn chị Yến, xin chào tất cả các thủ lĩnh và các anh chị em trên Zoom. Rất cảm ơn bài chia sẻ của bác sĩ Trương, cảm ơn cái video của anh Sinh, rất là tuyệt vời. Hôm nay để hiểu rõ hơn về thực phẩm chức năng và tính pháp lý của công ty, mình rất là có nhiều niềm tin về sản phẩm Siberi.
thực tế là ngay trong buổi chiều hôm nay thì Hạnh đã giúp được đứa em ruột của mình bị rối loạn tiêu hóa, ói rất là nhiều. Trưa bạn ấy dậy ăn một trái dừa lạnh, là ăn luôn trái, kế tiếp nữa là ăn mít, kế tiếp nữa thì ăn cơm nguội với mắm. Thì bạn ấy đến nỗi mà ói, ói không còn biết gì luôn, ói không còn biết gì luôn. Về tới nhà là vừa ói ở trên, ở dưới cũng ướt luôn, là như thế á. Nhưng mà Hạnh không hay, khi hay được á thì tại vì mỗi Tết này Hạnh cho cả nhà, người nhà mỗi nhà một chai Novomin, thì nói có lấy Novomin uống ngay. Thì Hạnh nói uống từ 5 đến 10 viên, uống từ từ tại đang ói mà, uống nhiều quá thì uống một lần nhiều quá thì nó là uống 5 viên, thì từ từ hồi uống tiếp tiếp nữa thì uống từ 5 đến 10 viên không sao cả, uống vào đi. Thì chồng bạn ấy cũng lúng túng quá, cũng kêu y tá vô đo nhiệt độ, mà nói cứ uống Novomin bình tĩnh, uống bình thường. Thì tới khoảng một tiếng đồng hồ sau Hạnh qua tới thì các bạn ấy ổn rồi, ổn không có gì hết, không còn ói nữa và huyết áp bình thường lại. Đúng ra là gia đình đó là chở đi cấp cứu, là nói không sao cả, có Novomin cứ giải quyết. Đó là cái kết quả mà gần nhất ngày hôm nay, mà rất là nhiều cái kết quả mà cả gia đình hai bên đã sử dụng Novomin và có hiệu quả. Thì Hạnh rất là cảm ơn sản phẩm Sivri, qua một năm đã trải nghiệm cho gia đình và người thân. Thì hôm nay là ngày thần tài, Hạnh quá trời nhiều đơn luôn. Hôm nay là có người rất là lạ luôn, thì một bà xui của cô ấy là uống một hộp trà Yugo của Hạnh thôi, thì bây giờ đã đặt ngay điện thoại bên ngoài mà chưa quen biết, chưa hỏi thân tình gì cho tại là đặt ngay. Hạnh nói là 58 tuổi mà mệt mỏi trong người, Hạnh cho C-vitamin nhận ngay và khó ngủ cho hộp trà ngủ, rồi cho một hộp trà số 5. Thì đến nhận đơn hàng ngay, và hôm nay thì Hạnh bán được rất là nhiều sản phẩm trong cái ngày Vía Thần Tài. Kể từ ngày 6 tới nay là học ngày nào cũng có thể chia sẻ được tất cả mọi người. Đến nay thì khách hàng rất là tin tưởng vào sản phẩm này, và Hạnh có rất là nhiều cái kết quả là đưa khách hàng dùng sản phẩm thì cảm thấy rất là tự tin. Bởi vì ở đây có bác sĩ, có các anh chị em bên dược đã dẫn dắt hàng ngày, rồi mỗi tuần được 2 buổi rất là quý giá, cho nên nó là cảm thấy rất là tự tin. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Trương đã cống, đã chia sẻ đến tất cả các anh em trong hệ thống, những người hợp tác cùng Sibri, cùng được hưởng thụ mà miễn phí, rất là cảm ơn, biết ơn rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Dạ, xin. À, vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng tuyệt vời của chị Mỹ Hạnh. À, kết quả đó là chân lý, đúng không ạ? Và chúng ta khi có cái đủ niềm tin thì chúng ta sẵn sàng ra tay chia sẻ giúp đỡ cho rất rất nhiều tất cả các anh chị em, bà con, bạn bè, khu phố và tất cả những người chúng ta chỉ cần biết đến sản phẩm CBD thôi ạ, đúng không ạ? Và cũng rất là vui mừng khi mà rất nhiều người, người nọ qua người nọ người kia giới thiệu thì bản thân em An cũng đóng các cái cửa hàng lại rồi, nhưng mà sao ạ, khách tìm đến vẫn rất là đông ạ. Mặc dù có những người chỉ cần một hộp trà thôi, họ trải nghiệm một hộp trà ở đâu đó, sau đó họ tìm đến, và mình cũng không ngờ là mình, nghĩa là cái tái tiêu dùng của sản phẩm nó khủng khiếp như vậy. Nên là chúng ta thực sự là may mắn được hợp tác với một cái tập đoàn danh tiếng của Nga, và với một cái tập đoàn với cái lượng sản phẩm, nghĩa là với cái danh mục sản phẩm nó rất là đa dạng phong phú, và với cái chất lượng thì đỉnh và giá thì phù hợp với tất cả mọi người dân. Và cái câu nói của chủ tịch tập đoàn khi năm 2019, tháng 3 năm 2019 luôn luôn văng vẳng ở bên tai của An là chúng tôi sang đây ở lại lâu dài với các bạn đang được sử dụng các sản phẩm với trí tuệ của các nhà khoa học nghiên cứu và sáng chế ra, nhưng với giá của người lao công. Và hôm nay các anh các chị thấy không ạ, nền tảng khoa học của tất cả các sản phẩm
của tập đoàn thì chúng ta được bác sĩ tiến sĩ Đào Thành Trương chia sẻ cho anh chị em chúng ta, và kết quả thì chúng ta đã đón nhận được rồi, đúng không ạ? Và hôm nay không biết có anh chị em cô bác nào trên Zoom mà là người mới còn có những cái nghi ngờ, còn có những cái thắc mắc, thì chắc chắn hôm nay chúng ta đã được giải tỏa, đúng không ạ? Từ những thước phim của bạn Sinh Nguyễn chia sẻ về hai người nổi tiếng là giáo sư Trần Đáng, đúng không ạ? Đã khẳng định thực phẩm chức năng là gì, đúng không ạ? Và nó cần thiết trong nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là như thế nào, và khẳng định là thực phẩm chức năng nghĩa là đúng đấy, có đúng nguồn gốc đấy ạ. Nghĩa là ở đây là chúng ta nói là thực phẩm chức năng đúng nguồn gốc và có sự đảm bảo nhé, có kiểm tra kiểm chứng và có cấp phép nhé, chứ không phải cứ thực phẩm chức năng giao giảng là có được như vậy đâu. Là không có ngộ độc, không gây ung thư, không để lại các tác dụng phụ, các anh các chị ạ. Đó, nên là chúng ta thực sự với những cái khẳng định như vậy và cái nền tảng khoa học mà chúng ta vừa được nghe và cái cơ sở pháp lý của CBD, thì các chị em chúng ta thêm một lần nữa vững niềm tin vào tập đoàn, vững niềm tin vào sản phẩm, và qua trải nghiệm của bản thân, của gia đình, của tất cả khách hàng chúng ta, thì chúng ta vững niềm tin để làm sao lan tỏa. Và mỗi ngày vì sao An cười rất là nhiều, vì làm sao cái khát khao, cái ngày mà An nói ra cái câu đó thì lúc đó An chỉ cảm thấy là mình cần. Lúc đó là người bạn của An đang nằm ở trong viện, bạn An cũng làm ở Bộ Y tế ạ, bạn An làm ở báo Sức khỏe đời sống Bộ Y tế ạ, đang nằm viện, và đến thăm bạn chỉ là đi tìm, gửi một cái xe rất là khó khăn thôi, gửi một cái xe vào bệnh viện lớn thì nó rất là khó khăn, mà thăm bạn xong An đã đứng ở giữa bệnh viện Đại học Y, An có nói là khát khao của tôi là bệnh viện Việt Nam thu nhỏ lại nhờ lan tỏa cái giá trị này. Và bây giờ mỗi ngày CBD Việt Nam lớn hơn, mạnh hơn, thì An biết ơn tất cả anh chị em tư vấn viên, biết ơn tất cả những anh chị em đã là đối tác, hoặc là biết ơn khách hàng của CBD. Vì sao ạ? Cái khát khao của An nó dần dần hiện thực. Cả nhà có ghi nhận điều này không ạ? Vâng, cảm ơn và biết ơn cả nhà. Và An thấy thủ lĩnh cao cấp Phạm Thị Thùy Trang có giơ tay mong muốn chia sẻ. Vâng, xin mời thủ lĩnh cao cấp Phạm Thị Thùy Trang ạ. Và em xin cảm ơn chị rất là nhiều mà đã cho em được chia sẻ. Em xin cảm ơn và biết ơn anh Đào Thành Trương rất là nhiều. Em biết ơn anh bởi vì nhờ có anh cho bọn em những cái buổi chia sẻ về sản phẩm như thế này, mà em mới biết và em mới hiểu được rõ hơn về giá trị của sản phẩm CBD. Và với em thì em không biết là phải chia sẻ như thế nào, chỉ biết là nói hai từ cảm ơn và biết ơn đến anh Trương và chị An đã cho em có và toàn bộ đội nhóm có cơ hội được học tập tất cả các anh chị về sản phẩm. Mà trước kia mặc dù là em đã hợp tác ký hợp đồng thì là 5 năm, và chắc là em cũng phải hợp tác với tập đoàn đến thời điểm này là phải được 4 năm rồi. Vì em cho cháu uống, em nhớ là cho cháu uống khoảng hơn năm là em bắt đầu bắt tay vào. Và với em thì em chỉ nghĩ rằng là tập đoàn của chúng ta có chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng thôi. Nhưng mà đến khi em được gặp anh Trương và anh Trương chia sẻ đào tạo sản phẩm, thì em mới biết được rằng là cái dòng thanh lọc của chúng ta nó tuyệt vời đến như thế nào. Đặc biệt là cái dòng Lymphosan mà chính toàn bộ đội nhóm của em là cái người mà rất là coi nhẹ cái dòng sản phẩm Lymphosan, kể cả bộ ba thanh lọc bọn em sử dụng rất là ít. Đến khi mà em được học, được nghe anh Trương chia sẻ, và anh có chia sẻ rằng là nếu như mà ở ngoài kia thì anh công tác ngành y và gia đình anh thì gần như là anh em họ hàng đều làm ngành y hết, và anh có cả những sản phẩm từ nước ngoài gửi về và anh uống vào. Nhưng lý do tại sao mà anh cảm nhận rằng uống vào nó bật ra thì cái đó em Trang lúc mới được anh chia sẻ rằng là bởi vì nó không có cái chương trình có bản quyền như của tập đoàn CBD thanh lọc năng lượng và cân bằng. Và bắt đầu từ đó toàn bộ đội nhóm của em bắt đầu mới biết sử dụng dòng Lymphosan mạnh mẽ hơn. Tức là trước kia bọn em có dùng, nhưng khi mà chưa được gặp anh Trương, thực sự mà nói là bọn em biết ơn anh vô cùng. Bởi vì ở ngoài kia chắc chắn bọn em dù có rất nhiều tiền, bọn em cũng không thể nào có được những buổi Zoom chia sẻ về giá trị, sức khỏe, về sản phẩm của CBD như thế này. Bởi vì hơn ai hết, em Trang là người mà có cái nỗi đau rất là lớn trong cuộc đời của mình khi mà có con bị ốm. Chính vì thế mà khi mà nói đến vấn đề về sức khỏe thì em Trang là cái người rất là trân trọng
hơn những cái gì hết. Và khi mà được anh Trương chia sẻ rằng là cái dòng lean cơ sở của chúng ta, các cái dòng thanh lọc của chúng ta nó tuyệt vời đến như thế nào, thì lúc đó em Trang mới nhận thấy rằng là cái dòng đúng là cái dòng lymphosan của chúng ta, dòng thanh lọc của chúng ta giá nó rất là phù hợp, mà gần như là chúng ta tìm ở ngoài thị trường rất là khó, ai cũng có thể sử dụng cái dòng đó được. Thì em Trang bắt đầu toàn bộ đội nhóm mới sử dụng nhiều. Còn trước thì một đơn sản phẩm của bọn em nhiều ơi là nhiều, nhiều quá nhiều, mới chỉ là hai, còn phần lớn là một nọ lim. Đúng thực sự là nó chả thấm vào đâu cả. Và đến khi mà em rút ra, em có cái bài học rất là lớn nữa, cũng nhờ là em được học từ anh Trương, và anh Trương giúp đỡ bọn em rất là nhiều. Khi mà cái Tết về thì em thấy rằng gia đình của em cũng có anh chị em cũng làm công tác ngành y, nhưng các bạn cũng rất là trẻ, các bạn cũng đang là người dẫn đường của em, và em xin phép không nói tên. Và đến khi mà em nói rằng là em bị gì, thoát vị này, khi sinh em bé thứ hai xong em bị thoát vị, và em bị dạ dày này, em bị em lại quên mất nhỉ, u sơ. Và em Trang có hỏi thế em uống những sản phẩm gì, thì em mới biết được rằng là bắt đầu em mới đúc kết lại là bởi vì thủ lĩnh của em chỉ có sử dụng tổ hợp vitamin, tất cả các dòng vitamin, nhưng mà thanh lọc thì không, và đặc biệt là dòng Vita Z Malium thì lại càng không. Đó, đó là như vậy. Và đến khi em mới đúc kết lại được rằng, em bảo trời ơi, đúng là trời Phật. Khi mà em được gặp anh Trương thì bố của em đơn giản là bị u trung thất này, bố em uống cái dòng lymphosan và bố em chấp nhận cái cơ chế đào thải, thì kết quả nó rất là rõ rệt. Và đặc biệt là mẹ của em gần đây là chỉ mới lại có mấy hôm Tết đi thôi, mẹ em bảo là Trang ơi, mẹ lại đau dạ dày rồi, mấy hôm nay đau quá. Em bảo rằng chắc mấy hôm nay mẹ lại không uống lim gì, bây giờ mẹ lại quậy cái lim đi lên mẹ uống. Thế mới có hai hôm em hỏi bà thế mẹ như nào rồi, cũng nó đỡ thật mẹ ạ. Mấy hôm trước là mẹ em chỉ uống Novomin này, Healthy này, Singan này, và không quậy, cứ Tết là bắt đầu lười quậy cái lymphosan. Và bắt đầu mẹ em bảo như vậy, và mới uống lymphosan 2 ngày thôi. Và cái bài học này thì tất cả toàn bộ đội nhóm của em nhờ có các anh chị y bác sĩ, khi mà anh Đào Thành Trương chia sẻ, bọn em mới biết được cái giá trị của CBD nó càng ngày nó càng lớn như thế nào. Và nếu như chúng ta có sản phẩm CBD trong tay mà chúng ta không hiểu nó, thì chúng ta uống vào thì nó cũng giống như những sản phẩm ở ngoài thị trường, nó lại bật ra thôi. Bởi vì chương trình của chúng ta là chương trình có bản quyền. Em cảm ơn và em biết ơn anh rất là nhiều những cái buổi Zoom giá trị. Và cũng chính nhờ có anh mà càng ngày em càng hợp tác với CBD, em càng được bảo vệ sức khỏe của chính mình và toàn bộ gia đình của mình. Em cảm ơn anh Đào Thành Trương rất là nhiều. Cảm ơn phần chia sẻ vô cùng ý nghĩa của thủ lĩnh cao cấp Phạm Thị Thùy Trang. Anh chị em thấy không ạ? Khi chúng ta có vàng thì chúng ta phải khai thác làm sao và chúng ta hiểu sâu làm sao để cái đó nó thành kim cương và còn nhiều hơn thế nữa. Chứ không phải chúng ta chỉ dừng lại ở việc biết, đúng không ạ? Biết và chúng ta phải hiểu. Và hiểu rồi chúng ta lại truyền tải lại cho tất cả khách hàng của chúng ta với những cái niềm tin, niềm đam mê để làm sao ạ? Khách hàng chúng ta tin và không đánh đồng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Seven Gorlit với tất cả các dòng sản phẩm khác. Các anh chị ạ, bằng những cái kiến thức mà chúng ta hàng ngày được học, được chia sẻ, được đón nhận, để chúng ta với những câu từ, thứ nhất chúng ta không nói theo kiểu ngạo mạn mà chúng ta nói với bằng chứng khoa học. Bởi vì chúng ta có sao ạ? Đội ngũ các nhà khoa học vô cùng hùng hậu. Vậy thì chúng ta hãy dùng những câu từ như vậy làm sao ạ? Để chúng ta chia sẻ. Và nhân đây An cũng chia sẻ cái kết quả vô cùng tuyệt vời của bác ruột. Thực ra cái này thì An từ lúc có CBD thì An thực sự cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Trước thì bác là tiền sử là huyết áp thấp, nhưng mấy năm gần đây thì bắt đầu chuyển lên là huyết áp cao nhiều tuổi. Và huyết áp cao này, mỡ máu này, gút này, giãn tĩnh mạch này, rất rất nhiều. Và đại tràng. Thế khi bắt đầu có sản phẩm Seven Wellness thì An bắt đầu chuyển để cho bác uống. Bác trai thì còn nhiều bệnh hơn nữa, nhiều vấn đề về sức khỏe hơn nữa. Nhưng bác gái thì đặc biệt là uống rất là đúng đủ đều. Thì có một cái vấn đề sức khỏe đó là huyết áp. Bình thường người huyết áp thấp, khi mà đến chuyển sang huyết áp cao ấy, thì cái ngưỡng của nó chỉ 180 thôi, 170, 180 là đã phải đi cấp cứu rồi cả nhà. Còn những người mà huyết áp cao trước là bình thường có sau nhiều tuổi hoặc là lên cao dần thì người ta có thể ngưỡng hơn 200 người ta vẫn chịu được, nhưng bác chỉ khoảng 180 là bác phải đi cấp cứu
khẩn cấp. Thế nhưng đợt dịch vừa rồi thì thực sự nhờ sản phẩm Cyberglip mà An chỉ ngồi ở nhà thôi, An rất tự tin để làm sao cái huyết áp của bác được ổn định. Đặc biệt là mấy cái hôm lạnh như thế này. Huyết áp thì tối đa thì rất là cao, 179, nhưng tối thiểu nó chỉ có 79 thôi ạ. Và thường buổi sáng thì bác đã uống một viên thuốc huyết áp, uống các sản phẩm của Cyberglip rồi. Nhưng buổi chiều thì thường là nó bị như vậy. Bình thường là uống một viên thuốc huyết áp buổi chiều nữa thì thậm chí huyết áp tối thiểu nó cũng bị xuống và người nó bị chìm và rất là mệt. Nhưng từ lúc có sản phẩm Cyberglip thì thường ăn cho thêm một cái gói Pulsebox. Và như hôm qua bác nói là chết rồi, bây giờ bác rất là mệt và người bắt đầu có dấu hiệu không chấp nhận được rồi. Đấy, thì đo huyết áp là 179 trên 79, cả nhà thấy nó kẹt đến mức kinh khủng đúng không ạ? Các anh chị chuyên môn thì thấy nó kẹt như vậy thì người nó thực sự là choáng váng và gần như là nó rất là khó chịu. Thì bác hỏi là có uống viên thuốc hạ áp nữa không, thì An thấy là cái độ chênh độ kẹt nó quá là xa như vậy thì An không cho uống thuốc huyết áp, và An nói là bác uống ngay cho cháu một gói Pulsebox và 4 viên magie. Thì nửa tiếng sau và nằm im. Đúng ạ, không. Chị có trà sữa cho em đi, trà sữa. Chị gọi là ấy thôi. Nằm im. Sau đó thì đo huyết áp, đúng ạ, đo huyết áp thì mà nghe thuộc lĩnh bị làm sao chị ăn bị bật rồi ạ. Rồi xin lỗi cả nhà. Và trên 74 cả nhà thấy không ạ, huyết áp tối đa thì giảm nhưng tối thiểu thì gần như là giữ nguyên, các anh chị thấy không ạ? Thì qua đây An mới thấy là cái sự vi diệu của sản phẩm, nó là ổn định và điều chỉnh chứ không phải là hạ áp ạ. Các anh chị đúng thấy không ạ? Vâng, và cũng nhờ cái lý do này mà An thực sự đã giúp được rất rất nhiều người. Chứ khi mà An có vẫn còn cửa hàng ấy, mọi người ra thì An gần như là dùng hai cái sản phẩm đó để cấp cứu những người mà huyết áp cao, mà bình thường ra họ đã uống thuốc huyết áp ở nhà rồi thì mình không bao giờ dám cho thêm uống thuốc huyết áp nữa, bởi vì mình không dám chỉ định. Cái này chỉ có bác sĩ chuyên khoa mới dám chỉ định thôi. Nhưng mình có sản phẩm Cyberglip nên mình đã giúp được họ uống ngay mấy viên magie và 1 đến 2 gói Pulsebox. Và điều tuyệt vời là tối hôm qua lúc 6 giờ chiều thì bác vẫn trong tình trạng như thế. Đến 8 giờ bắt đầu ngồi vào Zoom An gọi thì giọng bác lại sang sảng, cười rất là vui vẻ, ăn ngon tất cả mọi thứ bình thường. Và ngày hôm trước thì cả nhà thấy không ạ, bác bị cảm. Bị cảm đầy hơi, đầy bụng trướng. 9 giờ gọi bây giờ làm nào, sang cấp cứu đi. Thế bây giờ lạnh như thế mà ấy, bảo thôi bây giờ không cấp cứu. Dùng luôn dầu balsam pha với khoảng 100ml nước ấm uống. Và uống vào trong vòng 5 phút nôn hết ra và sao ạ? Dùng dầu massage đánh cảm và lại tiếp tục dùng Pulsebox. Và ngay lập tức cơ thể khỏe mạnh lại. Cả nhà thấy không ạ? Nếu mà bình thường thì An cứ phải chạy đi chạy lại suốt. Nhưng mà có sản phẩm An hướng dẫn. Con của bác làm được cho bác. Các anh các chị thấy không ạ? Nên là chúng ta cứ tự tin. Tất nhiên chúng ta không tìm. Anh chị không có chuyên môn thì chỉ cần là như thế này, tư vấn cho khách hàng của mình làm sao ạ, hoặc là người nhà của mình dùng những sản phẩm chúng ta hiểu sâu một chút thôi. Ví dụ những vấn đề về tim mạch thì có những sản phẩm gì chúng ta cho uống, đúng không ạ? Chỉ có mấy cái sản phẩm chú ý một chút, ví dụ như là cấp cứu mà thì chúng ta hạn chế dùng cái ginkgo hoặc là cái vision thôi, sợ nó có cái vấn đề chảy máu ra thôi, chứ còn tất cả các sản phẩm nó rất là lành anh chị ạ. Đấy, thì An chỉ mong muốn chia sẻ như vậy. Và anh chị em, khi mà chúng ta được cái bài đào tạo và chia sẻ đào tạo lại của bác sĩ Đào Thành Trương như thế này, thì chúng ta thêm một lần nữa vững về cái cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, và chúng ta không còn bị lung lay bởi những câu hỏi, những cái thắc mắc, những cái nghi ngờ của khách hàng nữa. Bởi vì chúng ta hãy dùng những câu hỏi để hỏi lại khách hàng, để cho họ yên tâm hơn.
Vâng, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Và xin mời tất cả anh chị em có những câu hỏi hoặc những chia sẻ gì tiếp theo ạ. Vâng, xin mời cả nhà. Tôi cho Hồng hỏi một câu ạ. Em mời chị Hồng ạ. Nhà tư vấn chung. Vâng ạ. Trước tiên là cảm ơn buổi Zoom hôm nay, cảm ơn sự chia sẻ của bác Trương rất là nhiều ạ. Và cảm ơn Thục Lĩnh An đã ra một cái chủ đề Zoom rất là ý nghĩa ạ. Và hôm nay Hồng có một tướng viên hỏi Hồng, cái Hồng cũng bị hơi bất ngờ bởi vì thật ra Hồng chỉ thích về kinh doanh nhiều chứ Hồng không có thích về bệnh tật nhiều. Nhưng mà bạn đó có hỏi là chị ơi, cái nội tiết tố này là sinh con xong và đang cho con bú có uống được hay không? Có tự nhiên Hồng bị sượng lại, Hồng không biết là như thế nào, cho nên hôm nay Hồng nhờ thủ lĩnh hoặc là bác sĩ giúp cho Hồng cái câu trả lời đó được không ạ? Tự vì Hồng cũng không rành lắm về chuyên môn á. Đó, là nội tiết tố nữ là sau khi sinh xong hoặc là đang trong lúc có bầu hay là cho con bú là có uống hay được hay không ạ? Dạ, xin cảm ơn ạ. Vâng, em mời bác sĩ Đào Thành Trương ạ. Vâng. Thế này, nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hồng nhé. Tôi thấy rằng câu hỏi đó rất là lý thú, xin cảm ơn. Câu hỏi cũng là của một khách hàng nữa, thế là họ cũng hỏi mà rất là thực tế đúng không ạ? Thật ra thì cái sản phẩm đó như chúng ta đã đều biết là trên các cái quyển catalog của tập đoàn là cái sản phẩm này là nó có tác dụng về điều chỉnh, gọi là điều chỉnh vấn đề nội tiết tố nữ chứ không phải nội tiết tố nam. Đấy, cho nên thứ nhất là chỉ sử dụng được cho nữ thôi, không ai đưa cái đấy vào sử dụng cho nam. Đã có trường hợp tư vấn viên của mình cháu cứ cho đơn cứ thế ấy, cứ bảo vitamin là cứ cho luôn cả nam luôn, khách hàng là nam cho luôn nội tiết tố đấy. Thế thì người ta có những cái quy định nhất định như thế. Thứ hai là những cái trường hợp như là đang có bầu hoặc là đang cho con bú thì hầu như là người ta cũng sẽ dè dặt trong vấn đề cho các cái sản phẩm đấy. Vậy thì chúng ta quan trọng nhất cũng như là trong vấn đề kinh doanh ý, thì người ta phải nói là cái nỗi đau của cái thị trường nào đúng không ạ? Các thủ lĩnh hay dạy mình ấy, nỗi đau của thị trường nào thì ta phải tìm được cái đấy để chúng ta có một cái sự kết nối để tư vấn viên, để trở thành tư vấn viên với mình cùng cộng tác kinh doanh. Thế thì ở đây cũng thế, tức là bệnh nhân muốn khách hàng muốn sử dụng các cái sản phẩm đó thì người ta phải mục đích sử dụng để làm gì đấy, mà người ta đang trong tình trạng là hoặc là có thai hoặc là cho con bú. Thế mà đặc biệt là có thai thì sao, người ta phải dưỡng bổ gọi là gì, bổ mẹ dưỡng con đấy. Thứ hai nữa là phải có mẹ có một cái nguồn sữa rất là tốt, bởi nó sữa nó đưa cái ngoài ra dinh dưỡng còn có kháng thể cho con. Thế vậy thì mình cho cái đấy mục đích để làm gì đấy, thì mình phải hỏi ra được. Thì khi hỏi bật ra được cái mục đích của người ta thì lúc đấy người ta mình mới cho thì mới là hợp lý, chứ không phải là cứ thấy nữ là bắt đầu là cho sản phẩm nội tiết tố đâu. Thế còn mình phải, ý của chị Hồng hỏi tôi hiểu rồi. Nhưng mà vấn đề là mình phải xem rằng là cái chỉ định ở trong cái quyển đấy, cái quyển hướng dẫn cách sử dụng của mình đấy, vậy thì cái đấy sử dụng được trong trường hợp nào. Đấy thì mình mở ra mình sẽ xem, mình biết được và mục đích yêu cầu của cái khách hàng đấy, người ta muốn cái gì thì mình mới dùng được, đúng không ạ? Em Hồng thỏa mãn chưa? Dạ, có nghĩa là cái đứng viên này là trước giờ là họ đang dùng bình thường, nhưng mà bây giờ họ có bầu thì họ nói là bây giờ có bầu có dùng có ảnh hưởng gì hay không. Thật ra tự nhiên cái vấn đề này em cũng hơi bị bất ngờ, em cũng không làm nên em nói không biết là thôi khoan uống thì để hỏi bác sĩ làm sao, bởi vì lúc bình thường thì người ta dùng từ xưa giờ, nhưng bây giờ có bầu rồi thì mới có bầu nên người ta nói là không biết là dùng vào nó có ảnh hưởng gì hay không. Hồng thì không có tập trung vào chuyên môn những cái này lắm nên Hồng nhờ bác sĩ tư vấn cho Hồng được không ạ? Vâng, đấy thì tôi vừa trả lời rồi.
Em cảm ơn anh Trương. Anh Trương trả lời cái này là trả lời rất là rộng để mọi người làm sao ạ, lần sau là không bị bất ngờ nữa, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ được chủ động, và em xin được cắt nghĩa một chút như thế này. Thứ nhất là bác sĩ Trương mong muốn là chúng ta chủ động trong tất cả mọi tình huống để không bị bất ngờ nữa. Khi mà nội tiết tố nữ, đúng không ạ, thì dành cho những người trong độ tuổi và cần tăng cường chất lượng nội tiết và sao ổn định và sao ạ, nâng cao cái chất lượng nội tiết, đúng không ạ? Vâng, thế thì bây giờ trong lúc mà người ta có bầu rồi thì cái vấn đề đó không cần nữa, mà chúng ta hãy tập trung vào vấn đề là bổ mẹ dưỡng con đó. Thế nên là chúng ta có thể trả lời luôn là ngưng cái đó và chuyển sang các sản phẩm khác phục vụ cho đúng nhu cầu hiện tại của bạn. Sau đó thì bạn lại tiếp tục sinh em bé xong bạn lại tiếp tục, đúng không ạ? Bởi vì trong lúc mà có bầu thì không cần đến nội tiết nữa đâu ạ. Bởi vì cơ thể chúng ta tuyệt vời lắm. Lúc đó đã tự điều chỉnh được rồi, và bây giờ lúc này là tập trung vào làm sao để bổ mẹ dưỡng con. Đó, ý là như vậy, để làm sao chúng ta không cần tập trung, nghĩa là đây là bác Trương muốn là tư duy logic thôi, đừng tập trung vào chuyên môn. Đấy, nếu tập trung vào chuyên môn là chúng ta sẽ bị đứng hình trong một số trường hợp, đúng không ạ? Và tại sao mà với nam này người ta hỏi là có uống nội tiết nữ không, thì chúng ta cũng phải hỏi lại là mục đích để làm gì, để làm sao ạ? Có những người hỏi thử, hoặc có những người ta không biết, thì để người ta sau đó mình, nghĩa là ở trong các cái tình huống chúng ta đều dùng những cái tư duy logic để làm sao ạ, chúng ta phân tích thì chúng ta không bị phạm vào chuyên môn. Còn lỡ người ta có uống, đang có bầu mà vẫn uống, thì lúc này bảo người ta là dừng lại tập trung vào những cái vitamin hoặc là khoáng chất cần thiết, còn cái này dừng lại sau. Còn lỡ người ta có lỡ uống rồi, sản phẩm thực phẩm chức năng nó không có cái độc hại gì cả. Tiến sĩ Trần Đáng vừa trả lời trước rồi, đúng không ạ? Nên là chúng ta an tâm, được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn. Một câu hỏi, một câu trả lời thực ra là rất là rộng, và cũng mong muốn là tất cả anh chị em chúng ta đừng giật mình trước bất kể một câu hỏi nào. Chúng ta hãy tư duy logic và đặt cái sự trả lời và chăm sóc khéo léo một chút. Vâng, cảm ơn bác sĩ Ý Trương rất là nhiều. Cảm ơn bác Trương nhiều, cảm ơn câu trả lời bổ sung thêm của Thủ Linh An. Thì lúc đó Hồng chỉ có nói vậy nè, theo chị là em cứ tập trung vào cái những cái cần thiết cho bầu đi, rồi để chị tìm hiểu lại rồi tiếp tục uống hay không sẽ có câu trả lời. Thật ra thì Hồng cũng rất là thất thà, có sao nói vậy à. Tại vì thật ra cũng cái vấn đề này hầu như hồi nào giờ cũng không có suy nghĩ nhiều, không có mổ xẻ nhiều. Chứ biết rằng là cái này của chắc chắn là nam giới là không uống, là biết chắc chắn là không uống rồi, nam giới là biết chắc chắn là không rồi, nhưng mà tự nhiên phụ nữ mang thai đấy, rồi giờ có bầu có uống này được không ta, đó cái đó theo Phan uống đi. Vâng, cảm ơn chị Hồng, chính xác là chúng ta cần thật, đúng không ạ? Chúng ta cần thật, nhưng mà chỉ cần tư duy logic một chút để làm sao chúng ta thỏa mãn được với tất cả mọi người trong mọi trường hợp, đúng không ạ? Cũng có những câu, kể cả em cũng thế, mà thậm chí kể cả bác sĩ Trương và tất cả các anh chị em có chuyên môn khác cũng cần phải đi tìm hiểu lại mà, đúng không ạ? Tìm hiểu lại chứ làm sao mà biết được tất cả mọi vấn đề ngay, đúng không ạ? Không ai khẳng định mình giỏi được như vậy đâu ạ. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn bác Trương nhiều, cảm ơn Thủ Linh An, cảm ơn cả nhà. Thế tôi xin chia sẻ luôn tí, tức là có một cháu mà con mà ông anh chơi tôi, thì cháu nó là bị, nói chung là bị bất đồng nhóm máu mẹ con, cho nên là cứ có thai là bị sẩy, cứ có thai bị sẩy, lúc thì 3 tháng, lúc thì 6 tháng, 7 tháng kiểu thế, nó tùy lung tung cả. Thế thì bắt đầu bác sĩ phải chỉ định cho dùng nội tiết tố để mà đến khi mà động thai, xong rồi động thai phải dùng nội tiết tố để mà dưỡng thai. Nhưng mà đến khi mà đẻ xong rồi thôi thì không chỉ định nữa, chứ không phải là cứ phải tuần tự như Tiến đâu, cứ phải là cứ đều đâu. Đấy, vì lúc đấy là chúng ta phải rất quan trọng cái vấn đề, tức là nguồn sữa của mẹ cho con. Bị dậy muộn nên này. Bảo vệ cái sức khỏe của mẹ rồi, nhưng mà phải bảo vệ cả sức khỏe của con, và cái nguồn sữa đấy là chính là sức khỏe đấy, chất là dinh dưỡng đấy, thực phẩm của con đấy. Thế còn lúc nãy thì tôi cũng thấy có một tư vấn viên mình nhắn ở trên Zoom ấy, là nên gọi lại là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ không nói là thực phẩm chức năng nữa. Thì thật ra cái câu chữ như vậy thì cũng, nếu mà mình suy ra thì cái kiểu gì nó cũng đúng theo tôi. Bởi vì sao? Bởi vì là
Nếu thực phẩm chức năng thì rõ ràng cái như giáo sư tiến sĩ Trần Đáng có nói đấy, thực phẩm chức năng tức là khi mà cái chức năng bộ phận cơ quan nào nó bị có sự cố thì người ta dùng các cái sản phẩm này để người ta nâng cái chức năng của cái cơ quan đấy lên để cho nó tốt lên thì gọi là chức năng. Thế nhưng bây giờ vì sao? Vì mình thay đổi là mình bảo là mình chỉ chăm sóc sức khỏe chủ động cho những người khỏe mạnh, tức là sovereign wellness. Đó, chúng ta hiểu chưa? Thế thì chúng ta phải nói là thực phẩm bảo vệ sức khỏe là đúng. Thế nhưng mà thế thì sovereign wellness không hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân có các khách hàng có sự cố hay sao? Đúng không nào? Mình suy ngược lại đi. Chỉ có sử dụng bảo vệ sức khỏe cho người khỏe thôi à? Không sử dụng cho người có sự cố về sức khỏe. Thế thì vậy thì sử dụng cái thực phẩm chức năng tôi cho là vẫn đúng. Cho nên thì vì câu chữ thì chúng ta cũng có thể là cũng phần nào xoa dịu được, chứ cũng không nên gọi là cố nắn dòng quá. Thế thì có những tư vấn viên của tôi cứ thời gian đầu thì có tư vấn viên bảo: anh ơi, anh cho em một cái liệu trình điều trị vitamin này cho bệnh nhân bị như thế này, bị như thế kia. Đấy. Tức là họ chỉ nghĩ đến mỗi vitamin thôi. Họ coi tất cả các thực phẩm chức năng là vitamin. Trong đó đây như chúng ta vừa được mọi người nói đấy, còn vitamin rồi khoáng chất rồi là vi chất dinh dưỡng rồi là hoạt chất sinh học, bao nhiêu thứ nó cộng vào thì nó mới ra được cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe này chứ. Đấy, chứ nhưng mà anh ơi, anh cho mấy đơn vitamin giúp cho giúp cho khách hàng của em. Đấy là giai đoạn đầu họ cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Đấy, cho nên chúng ta là tư vấn viên thì chúng ta cần cũng phải tìm hiểu sâu hơn, chứ không chúng ta cứ chàng màng như thế thì nhiều khi buồn cười em đấy. Như tôi vừa nói lại dùng cái sản phẩm nội tiết tố để cho nam giới. Vâng ạ, xin hết ạ. Cho xin chia sẻ chúc chào bác sĩ Đào Thành Trương. Chào, vâng, chào bác Nguyễn An. Chào hội đồng thủ lĩnh. Tôi có một người bạn bị biến động về sức khỏe do trong gia đình. Thì có những các cái biến động lớn trong gia đình ấy, thì buồn phiền đã mang rượu vô uống. Và khi gia đình thấy như vậy á, thì gia đình giấu hết rượu đi rồi. Nên sao lại tìm được một cái hũ rượu rắn để mang vô uống. Thì sau bị cấp cứu, bác sĩ cho biết là đã bị đứt cái mạch máu não ở như mắt, nên là bây giờ là không nhìn thấy được. Nhưng mà theo với bệnh nhân á, thì nói rằng là hiện nay là vẫn giơ tay lên vẫn thấy đang mờ mờ. Đó. Nhưng mà bác sĩ thì xin nói rằng là xin chào thua rồi. Đó, theo với nhận xét tin vào cái sản phẩm của Serenit thì tôi cảm thấy rằng là cũng còn có những các cái niềm tin và hy vọng giúp cho cái bệnh nhân này. Thì xin bác sĩ và hội đồng thủ lĩnh là hỗ trợ giúp cái sản phẩm gì và liệu trình như thế nào cho cái bệnh nhân này. Vâng, em cảm ơn anh Tiến Dũng. Em xin lỗi là em vừa bị ao ra, thành ra em không được nghe từ đầu. Có anh chị nào nghe anh bác sĩ Trương sẵn sàng hỗ trợ? Tôi vâng ạ. Tôi vâng. Bác ơi, cho tôi hỏi thêm cái trường hợp khách hàng của bác đây là thứ nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ, khách hàng là nam giới 61 tuổi ạ. Vâng. Thứ hai có bị huyết áp mỡ máu không ạ? Không ạ. Người thì ốm ốm gầy gầy cao cao thôi chứ không có bị. Vâng. Uống rượu thì trước uống rượu nhiều. Uống rượu nhiều, đúng rồi. Vâng. Thế ngoài ra có bị bệnh gì khác không? Dạ không ạ. Trước đó về mắt của người ta nhìn có tốt không? Mắt nhìn tốt.
mắt nhìn vẫn nhìn tốt, và qua biến động của gia đình là con là làm suy sụt về tài sản rồi cái ấy, rồi buồn chán, rồi thành ra là sinh ra cái tiêu cực, uống rượu nhiều. Bác ơi, bây giờ thế này nhá, ngoài ra bệnh nhân có khách hàng có sự cố gì sức khỏe khác không, có bệnh gì nền mãn tính gì không? Không ạ. Vâng. Mà thế thì bệnh nhân vẫn là đi đi làm hồ bình thường. Vâng. Như vậy là vấn đề đây là ngộ độc rượu đấy bác ạ. Ngộ độc rượu, thứ hai là có một cái trạng thái trầm cảm là biểu hiện của thần kinh. Thế thì bây giờ bác xử lý bằng cách là thứ nhất là đầu tiên là mình phải có một cái sự đồng cảm với người ta nhé. Đồng cảm mà bác tư vấn về tư tưởng cho người ta, cho nó làm sao người ta muốn tốt thôi. Thế nhưng cái thứ hai là vấn đề là khi các cái sản phẩm bác chú ý về vấn đề là sản phẩm về các cái sự cố về thần kinh. Cộng với các cái sự cố về mắt. Đấy, bác phối hợp hai cái sự cố này thôi, còn tất cả những cái bệnh phối hợp kia không có, ví dụ như huyết áp, mỡ máu, sợ là cái triglyceride nó tăng cao, mỡ máu tăng cao gì đó thì không có, thì vậy thì bác bỏ ra những cái đấy. Vậy thì yếu tố về thần kinh thì bác sử dụng các cái chương trình về các cái chương trình trầm cảm mà cũng đã được chia sẻ rất là kỹ ở trên, có một cái buổi Zoom trước đó rồi về các cái sự cố về thần kinh đấy. Thế còn thứ hai nữa, vấn đề về mắt ấy, thì bác sử dụng cái đặc biệt là cái Vita Zermanium ấy. Bởi vì là với những cái trường hợp như thế thì người ta vẫn còn nhìn lờ mờ, tức là người ta còn có hy vọng. Vâng. Đúng rồi ạ. Vâng. Nhá, bác cứ sử dụng hai cái, phối hợp hai cái chương trình này. Sau đó rồi bác sẽ cùng đánh giá lại sau khoảng một vài tuần, hoặc là xem là có cái gì nó biến chuyển muộn hơn không, hoặc có diễn biến khác nữa không, thì lúc đấy mình lại phải xử lý tiếp, bởi vì trường hợp này là ngộ độc rượu rồi. Cái mình sử dụng cái Neurovision ấy có được không bác? Neurovision á? Neurovision cũng được chứ bác, bởi vì là nó là đấy là chương trình về thần kinh mà. Vâng. Chương trình về thần kinh nó đúng là nằm trong đấy đấy. Vâng. Rồi, xin cảm ơn bác và hội đồng thủ lĩnh đã cho chia sẻ. Vâng, chào bác. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trương, cảm ơn câu hỏi của bác Tiến Dũng. Thực ra với thực phẩm chức năng, đặc biệt là những cái sản phẩm của CBD đúng không ạ, thì chúng ta quá an tâm cho tất cả khách hàng của chúng ta rồi. Chỉ có điều là cái nhu cầu thì với bác sĩ Trương vừa chia sẻ qua cái câu hỏi của bác Tiến Dũng rồi đúng không ạ, nhu cầu của họ là thứ nhất là về thần kinh đúng không ạ, và về thị lực đó, và bây giờ còn phụ thuộc vào kinh tế và cái mong muốn thực sự khát khao của họ để chúng ta giúp. Và những cái sản phẩm đó thì chúng ta có rất nhiều đúng không ạ, có nếu mà nhu cầu của họ thì chúng ta nhìn thấy rõ rồi, hai cái dòng đó, tập trung vào hai dòng đó, và cái khả năng của họ thì tùy khả năng kinh tế để làm sao ạ, để chúng ta giúp họ ra những cái sản phẩm làm sao phù hợp nhất. Ở CBD nó vô cùng tuyệt vời là như vậy đúng không ạ. Cái mình dùng cái trà số 1 được không thủ lĩnh? Vâng, cái dòng trà số 1 là dòng trà thải độc gan thận. Thì cái này ấy thì tại vì nhá, dựa vào rất là nhiều các cái yếu tố, chúng ta tập trung vào hai cái chính đó là thần kinh và thị giác, còn các cái sản phẩm thải độc thì vô cùng cần thiết rồi ạ. Bác Trương khẳng định là người này là bị ngộ độc rượu đúng không ạ? Độc rượu và bị chết, chết thì cũng là một dạng độc đấy ạ. Đúng không ạ? Thì chúng ta cần rất cần thải độc ạ. Nghĩa là khi mà bộ cơ bản đúng không ạ? Về thải độc thì
gần như những bệnh, những khách hàng có vấn đề về sức khỏe thì chúng ta đương nhiên phải cho rồi. Còn sau đó là chúng ta nhìn ra cái vấn đề mà chúng ta cần bổ sung, đó là thần kinh và thị giác, thì chúng ta chọn những cái sản phẩm như vậy. Bác Tiến Dũng ạ. Yeah. Ở đây nếu mà ra một cụ thể mà đến lúc lại không có cái nọ, thiếu cái kia hoặc các thứ thì lại phải mất công gọi lại. Và bây giờ chúng ta cứ tập trung vào cái bộ cơ bản là thanh lọc, đúng không ạ? Năng lượng và cân bằng. Thì cân bằng ở đây, năng lượng và cân bằng ở đây nó tập trung vào dòng thị giác và thần kinh. Còn thanh lọc thì đương nhiên cần rồi. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh. Vâng ạ, bác, cảm ơn và bác chị đã bác gieo được nhiều duyên đến nhiều khách hàng nhất. Còn thực ra thời gian thì cũng hết rồi, nhưng mà hôm nay anh chị em nào còn mong muốn thì xin một câu hỏi nữa đi để cho buổi Zoom chúng ta kết thúc ạ. Rồi, Phan Trọng Tình. Vâng, xin mời bác Phan Trọng Tình. Vâng, xin chào các hội đồng thủ lĩnh, chào cả nhà. Tôi là Phan, tên đầy đủ là Phan Trọng Tình ở Quảng Bình. Nói anh chị em trong Zoom nghe rõ không ạ? Được ạ. Giọng nói Quảng Bình hơi nặng mà khó nghe. Riêng vừa rồi Tết tôi có gặp bạn đây có chia sẻ về sản phẩm. Nhưng trong đó có một tình huống bất ngờ mà tôi cũng chưa xử lý được là vấn đề này xin hỏi các thủ lĩnh và cả nhà, Zoom ai biết thì giải đáp vô hồ tinh vậy. Cái thứ nhất là trong cái sản phẩm dòng Novomin này này, trên tay tôi đây, là sản phẩm nhập khẩu nhưng lại in tiếng Việt, không có tiếng Nga là tiếng gốc của bản quyền. Nhưng cái dòng mà bộ bã thanh lọc này lại là có lại nguyên bản là dòng sản phẩm toàn tiếng Nga. Nên người ta hỏi chất cảnh lại là tại sao dòng sản phẩm của Nga mà từ CDBA cả nhập khẩu vào thị trường Việt Nam mà tại sao một bên là có tiếng Việt, bên có tiếng Nga. Lại cái sản phẩm dòng nó có bên này đúng là trên cái tem bao bì của nó là toàn tiếng Việt hết. Nhưng mà cái dòng này này, dòng bộ bã thanh lọc á, với các sản phẩm khác của CDBA là nó vẫn có tiếng Nga và cả tiếng Việt. Vì sao lại có tiếng Việt này ạ? Nếu mà có tiếng Việt này thì họ nói rằng là thì tiếng Việt này là tem phụ dán trên nhãn chính của sản phẩm. Rồi rồi anh thủ lĩnh An cho chị cho chị Hà chia sẻ đi. Vâng, cảm ơn chị Hà, và em cũng đang tính là nhờ anh chị chia sẻ, bởi vì những cái này thì nó quá là rõ rồi, chắc là bác mới đúng không ạ? Và cái câu mà câu hỏi câu cuối cùng bác nói ấy, thì nó đã tự trả lời, bác đã tự trả lời rồi, nhưng mà vâng em mời chị Hà chia sẻ. Thì với cái sản phẩm mà dán chữ tiếng Việt thì chúng ta cũng biết là tất cả các cái sản phẩm của tập đoàn mình nó có văn phòng đại diện tại 23 quốc gia và nó có 23 cái phiên bản tiếng. Đó thì cái sản phẩm mà dán tiếng Việt có nghĩa là cái Novomin đấy là dành cho Việt Nam, của nước nào thì người ta sẽ dán cái phiên bản của nước đấy. Riêng cái bộ ba thanh lọc mà nó sử dụng chung cho cả tập đoàn chứ không riêng chi của một cái đất nước nào cả. Nó còn mỗi sản phẩm là vì sản phẩm của Novomin á, trước đây là giống như Formula 4 là nó sản xuất xuất riêng đấy cho cái Việt Nam. Đấy thì nó dán, còn cái mà đã là cái bộ ba thanh lọc thì là một cái sản phẩm chung cho hết cả 65 quốc gia. Đó, và sản phẩm mình thì nó đều nhập khẩu 100% qua đường thông quan của hải quan, cho nên là nó nhập thẳng về công ty và công ty đưa thẳng đến người tiêu dùng. Đấy, cho nên là mình có thể giải thích với khách hàng như vậy. Đó là theo cái ý kiến của Hà, được các thủ lĩnh chia sẻ như vậy. Thì Hà chia sẻ là với anh Tình như vậy ạ. Và có thể nhờ thủ lĩnh An bổ sung thêm ạ. Vâng, cảm ơn trả lời của nhà tư vấn chuyên nghiệp Thu Hà. Bác Tình còn câu hỏi, còn cái thắc mắc gì không ạ? Bởi vì chính cái câu ấy mà bác nói là dán nhãn phụ, đúng không ạ? Vâng. Thực ra là như thế này, một số, ngoài ra còn một số các sản phẩm còn được không hẳn là tiếng Nga đâu ạ. Có sản phẩm là tiếng Trung Quốc và dán chùm hoặc dán bên cạnh là tiếng Việt. Bởi sao ạ? Sản phẩm đó là sản xuất cho thị trường Trung Quốc, nhưng Việt Nam đang
Nghĩa là cái những cái lô sản phẩm về Việt Nam nó đang không còn thì sao ạ? Tập đoàn dán nhãn phụ tại tập đoàn rồi chuyển về Việt Nam chứ không có điều chuyển từ Trung Quốc về đâu ạ. Đây là em nói bởi vì sao ạ? Tập đoàn chưa có nhượng quyền sản xuất cho bất kể đất nước quốc gia nào cả. Chính vì vậy như chị Thu Hà vừa chia sẻ đấy ạ. Mỗi một quốc gia thì sẽ được tập đoàn sản xuất riêng theo cái dự chủ và tất cả nhãn mác đóng gói bao bì ở bên đó về mở hộp nguyên đai nguyên kiện. Các anh các chị hình dung ra như cái việc hồi xưa nhập khẩu nguyên chiếc cái xe máy ấy, về chỉ mở ra để bán thôi đó. Các anh chị hình dung ra cái xe Dream hồi xưa của Thái không ạ? Đó, nên là nó sẽ nguyên như vậy. Còn như một số các cái sản phẩm thì sản xuất cho tất cả các nước thì nguyên bản phải là tiếng Nga. Và nhập đưa về nước nào thì bên cạnh lại có cái nhãn phụ như bác vừa chia sẻ đấy ạ. Được không bác Tịnh? Vâng, vâng, cảm ơn Thu Lĩnh. Vâng, đấy. Nên là ở đây là chúng ta chỉ tin chắc một điều và chắc chắn một điều là chưa có nhượng quyền sản xuất cho ở một nước thứ ba nào. Nên là tập đoàn vẫn còn đang kiểm soát tất cả những cái điều đó, những cái vấn đề đó. Nên là chúng ta an tâm. Vâng, cả nhà hôm nay chắc là cũng sẽ an tâm rồi. Còn Thủ lĩnh Trang hoặc anh chị em nào có bổ sung thêm gì không ạ? Cái này thì đúng là bản thân tôi sử dụng sản phẩm rồi thì cũng yên tâm thật sự rồi. Dạ. Cả gia đình. Dạ. Nhưng khách hàng mà chất vấn thì con lĩnh cảnh là mình trả lời chưa thỏa ý. À vâng, không, đúng rồi ạ, chính xác thỏa ạ. Thỏa ý nên mình phải hỏi để sau này mình gặp lại là mình giải thích cho thỏa ý. Chính xác ạ, câu hỏi này cũng có thể là câu hỏi của một số anh chị em nhưng mà chắc là mọi người cũng ngại chưa tiện hỏi. Hoặc là họ đã hỏi thủ lĩnh của mình được trả lời rồi. Còn đâu em tin chắc là trong các cái vấn đề phát triển sự nghiệp kinh doanh lan tỏa giá trị ở CBD chúng ta có vấn đề gì chưa rõ ràng chúng ta cứ hỏi, chúng ta không được trả lời liều và trả lời bừa. Đúng không ạ? Cái điều đấy bởi vì ở đây chúng ta làm việc hệ thống, phát triển hệ thống và phát triển là cùng nhau phát triển, cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ. Đó mới là điều tuyệt vời. Ở CBD. Cảm ơn thủ lĩnh. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà. À, vâng, có lẽ là buổi Zoom hôm nay em xin phép được dừng tại đây. Xin cảm ơn và biết ơn bác sĩ Đào Thành Trường. Cảm ơn và biết ơn tất cả anh chị em đã cùng nhau tương tác, cùng nhau đóng góp những cái ý kiến để tạo lên cái giá trị của buổi Zoom vô cùng tuyệt vời này. Và chúng ta hẹn gặp nhau vào buổi Zoom sáng mai. Vào các buổi Zoom sáng và sáng mai chúng ta cùng nhau gặp nhau lúc 5:15. Đúng không ạ? Để thực thi lòng biết ơn và tiếp tục các buổi Zoom sáng. Và 20 giờ tối mai thì tại Zoom của hệ thống S68 chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ thảo luận về chương 3 của cuốn GoPro. Và chắc chắn rồi, khi chúng ta không làm thì thôi, đặc biệt với CBD đúng không ạ, chúng ta đã quyết tâm thì chúng ta hãy trở thành chuyên gia. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thảo luận và sao thực chiến với chương 3 của GoPro. Vâng, xin cảm ơn và biết ơn cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi Zoom ngày mai. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn ạ. Cô ơi. Cô. Cô nhí. Cô ơi. Cô cho anh đi ngủ. Cả nhà ngủ ngon. Yêu quá.